Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự trưa chủ nhật ngày 27 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia nhiều nội dung dự án luật điện lực sửa đổi. Nông dân Mường Khương bước vào vụ thu hoạch quả quýt sen. Năm nay quýt được mùa, được giá, mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương. Thành phố Đà Nẵng điều động xe thiết giáp để chống bão số 6. Tin thế giới, kênh đào Panama đạt mức doanh thu ấn tượng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 26 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tham gia thảo luận tại tổ 5, gồm các tỉnh Lào Cai, Vĩnh Phúc, Quảng Nam và Kiên Giang. Tham gia thảo luận dự án luật điện lực sửa đổi, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, đại biểu Lê Thu Hà thể hiện nhất trí về sự cần thiết ban hành luật. Đại biểu đề nghị cần bổ sung quy định cụ thể cho phép dừng thị trường điện khi giá thị trường điện lên quá cao, ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng hoặc bên mua điện trong trường hợp chi phí thị trường chưa được chuyển ngang toàn bộ vào giá bán lẻ điện. Bởi hiện nay, giá điện ngày càng có xu hướng tăng cao do các yếu tố đầu vào. Khi đó sẽ có trường hợp giá thị trường lên quá cao và sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người sử dụng hoặc bên mua điện. Vì thế cần có cơ chế xem xét dừng thị trường điện trong trường hợp này và luật hóa trong quy định của luật điện lực. Cùng với đó, để đảm bảo tính thống nhất chặt chẽ của luật, đại biểu Lê Thu Hà đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung một số nội dung cụm từ thuộc các điều 5, 61, 81, 83 và 104 của dự án luật điện lực sửa đổi. Ngày 26 tháng 10 tại Thanh Hóa, Hội thảo khoa học lần thứ 16 dành cho các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn quốc đã diễn ra với sự tham gia của gần 600 cán bộ quản lý, nhà giáo đến từ 38 trường trung học phổ thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Trường trung học phổ thông chuyên Lào Cai là một trong những đơn vị có thành tích nổi bật tại hội thảo, đạt 6 giải thưởng chuyên đề, bao gồm 1 giải nhất và 5 giải ba. Với số lượng giải đạt được, Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai cùng với Trường Trung học Phổ thông chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam đứng đầu về số lượng giải thưởng tại hội thảo năm nay. Thành tích này không chỉ khẳng định vị thế của Trường Trung học Phổ thông chuyên Lào Cai trong hệ thống các trường chuyên toàn quốc, mà còn góp phần quan trọng trong công tác bồi dưỡng giáo viên và học sinh giỏi quốc gia. Các chuyên đề được đánh giá cao tại hội thảo sẽ là nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển kỹ năng nghiên cứu và bồi dưỡng tài năng trẻ. Quá trình thi công khu tái định cư Nậm Than, xã Liên Minh đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, thị xã Sapa vẫn quyết tâm hoàn thành khu tái định cư này trước ngày 30 tháng 11 năm 2024. Khu tái định cư được xây dựng tại điểm dân cư thôn Nậm Than có diện tích 10 ha, cách nơi ở cũ của các hộ dân không xa. Sau lễ khởi công, các hộ gia đình đã tiến hành bốc thăm, chọn mặt bằng. Các bước thi công khu tái định cư được khẩn trương tiến hành. Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành hơn 50% đường vào khu tái định cư. Một số nền địa hình dốc chưa thể đào đắp được, chính quyền địa phương đã báo cáo thị xã để có phương án xử lý. Sau hoàn lưu bão số 3, tại thôn Nậm Than, xã Liên Minh, xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài gần 30 mét, ảnh hưởng tới 28 hộ, 135 nhân khẩu đồng bào Mông cần di chuyển gấp. Các hộ dân phải di chuyển sẽ được hỗ trợ xây dựng lại nhà ở từ nguồn ngân sách nhà nước với mức 80 triệu đồng trên một hộ. Cùng với nguồn ủng hộ thêm từ công an tỉnh, các công ty doanh nghiệp, nhà hảo tâm, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ làm nhà cho mỗi hộ sẽ lên tới khoảng 120 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách nhà nước do Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai thực hiện đạt 672 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu thu ngân sách được Tổng cục Hải quan giao thực hiện. Trong đó, điểm sáng lớn nhất trong hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đến từ nguồn thu các mặt hàng nhập khẩu khi đã chiếm tới 85% tổng số thu ngân sách. Mới được phép nhập khẩu trở lại từ tháng 5 vừa qua, nhưng các mặt hàng hóa chất đã đóng góp gần 20 tỷ đồng vào số thu ngân sách nhà nước tại cửa khẩu Kim Thành. Mỗi tấn natri nhập khẩu như thế này, trung bình sẽ đóng góp khoảng 1,5 triệu đồng vào số thu ngân sách nhà nước. Và trung bình mỗi tháng doanh nghiệp này sẽ nhập khẩu từ 2 đến 3.000 tấn natri.
việc nhập khẩu các mặt hàng này đang đóng góp không nhỏ vào cái số thu ngân sách nhà nước. Từ kho lưu chứa đến quy trình vận chuyển mặt hàng hóa chất đều phải đáp ứng các điều kiện khắt khe theo quy định. Là doanh nghiệp duy nhất tại Lào Cai sở hữu kho lưu chứa đảm bảo quy định, doanh nghiệp này đang nhập khẩu 6 loại hóa chất từ Trung Quốc để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang Lào. Còn với các doanh nghiệp khác, muốn nhập khẩu hóa chất thì phải qua kho lưu chứa này để đáp ứng đầy đủ thủ tục. Cũng là một trong những điều kiện cần và điều kiện đủ để cho phục vụ cho các cái doanh nghiệp có cái nhu cầu và xin cấp phép và nhập khẩu cái hàng tiền chất này. Công ty sẽ mời tất cả những doanh nghiệp mà đang tham gia vào cái thị trường nhập khẩu tiền chất sẽ mở tờ khai và nhập khẩu qua đường Lào Cai để nâng cao tăng cái thu ngân sách. Nguồn thu ngân sách từ các mặt hàng nhập khẩu tại cửa khẩu Kim Thành chủ yếu là thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường. Trong đó, một số nhóm hàng nhập khẩu đóng thuế lớn vào ngân sách như phân bón, máy móc thiết bị, điện năng, các mặt hàng tiền chất thuốc nổ. Cái nguồn hàng là điện nhập khẩu. Với cái lượng điện nhập thường xuyên trong các tháng, doanh nghiệp đã chuẩn bị đủ điều kiện kho bãi sang tải lưu chứa. Các doanh nghiệp nhập khẩu đã tiến hành thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng tiền chất thuốc nổ. Các cái mặt hàng như máy móc thiết bị nhập khẩu, các cái mặt hàng nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, các cái nguyên liệu hóa chất về để phục vụ cho các nhà máy trong khu công nghiệp thì cũng nhập cũng tương đối đều đặn. Tiềm năng dư địa nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu tại Lào Cai là rất lớn khi những điểm nghẽn trong thông quan hàng hóa đã được quan tâm tháo gỡ. Đặc biệt, việc cửa khẩu Kim Thành sẽ chính thức đi vào vận hành 5 luồng, trong đó có riêng 3 luồng nhập khẩu trong vài ngày tới sẽ góp phần đẩy nhanh năng lực thông quan hàng hóa, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, trong tháng 10 này, thị trường ngân hàng tại Lào Cai đang ghi nhận nhiều thay đổi tích cực về lãi suất tiền gửi tiết kiệm. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải MSB đã tăng thêm 0,2% một năm lãi suất đối với các loại hình và kỳ hạn tiền gửi, các kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng. MSB tăng lên 3,9% một năm, kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất ở mức 4,8% một năm sau điều chỉnh và lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 đến 36 tháng. Hiện ở mức 5,6% một năm. Trong tháng 10, BIDV tiếp tục tăng lãi suất huy động, mức cao nhất dành cho tiền gửi trên 12 tháng là 4,7% một năm. Ngoài ra, nhiều ngân hàng khác đang áp dụng lãi suất trên 6% mỗi năm cho các kỳ hạn dài mà không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu. Cụ thể, đối với kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng, Bacabank đang có mức lãi suất cao nhất lần lượt là 4,3% và 5,45% mỗi tháng. Đối với kỳ hạn 12 tháng, HD Bank và MSB hiện đang áp dụng lãi suất cao nhất, lần lượt là 7,7% và 7%. Cuối cùng, Sài Gòn Bank đang áp dụng lãi suất cao nhất là 6,1% cho kỳ hạn 24 tháng. Ở chiều ngược lại, Techcombank là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất trong tháng này. Agribank cũng đang điều chỉnh giảm nhẹ 0,1% một năm lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng. Huyện vùng cao biên giới Mường Khương hiện có 815 hectare quýt. Thời điểm này, nông dân các xã thị trấn đang bước vào vụ thu hoạch quýt sen. Năm nay, thời tiết thuận lợi, quýt được mùa, quả bán được giá nên đã mang lại niềm vui lớn cho người dân địa phương. Gia đình chị Lô Dìn Sổi có 4.000 cây quýt sen, trong đó có khoảng 3.000 cây đang cho thu quả. Gần một tuần nay, quả quýt bắt đầu chín. Hàng ngày, gia đình chị Sổi đều thăm vườn, cắt tỉa quả để bán cho thương lái. Dự kiến mùa quýt năm nay, gia đình chị Sổi sẽ thu khoảng 15 tấn quả, với giá bán trung bình từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng mỗi kg. Cây lúa thì mình trồng mỗi năm chỉ đủ ăn thôi. Thế là mình thay ra để trồng cây ăn quả. Năm đầu tiên thì mình rất là kiểu khó khăn đấy. Trồng được quýt thì mình cảm thấy rất là lo, thì sợ mình không tiêu thụ được. Thế là mình cắt ra chợ bán thì ăn quýt đã có chất lượng rồi, sạch rồi, thì các bạn ấy cứ rủ nhau và giới thiệu nhau để đến vườn để tham quan. Địa thế đẹp, gia đình chị Sủi còn đầu tư thêm các trò nghỉ chân, ngắm cảnh và trải nghiệm hái quýt cho du khách. Thưởng thức quả ngon ngay tại vườn, nhiều người còn được tự tay hái những trái quýt vàng chín mọng mang về làm quả. Quả quýt ở đây rất là thơm, tươi, ngọt, và thanh mát và có một cái hương vị rất là đặc biệt. Tranh thủ
đem về một số quýt để làm quà cho bản thân, cho họ hàng và cho bạn bè. Huyện Mường Khương hiện có 815 hectare quýt, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là 656 hectare. Canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, quả quýt xem Mường Khương được Cục Sở hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu tập thể và đạt sản phẩm OCOP 36 cấp tỉnh. Cùng với đó, chính quyền, các ngành chức năng và các hộ trồng quýt cũng chủ động quảng bá giới thiệu sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Hàng năm thì chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ quan thông tấn báo chí để quảng bá giới thiệu về cái quýt Mường Khương, tập huấn hướng dẫn người dân việc mà sử dụng những cái thiết bị điện tử như điện thoại di động để mà quảng bá trên các cái trang mạng xã hội Zalo, Facebook để bán hàng online. Đẩy mạnh tâm canh, nâng cao năng suất chất lượng quýt. Năm 2024 dự kiến năng suất quýt của Mường Khương đạt khoảng 12 tấn quả mỗi 1 hecta, sản lượng ước đạt trên 7.800 tấn, nguồn thu trên 160 tỷ đồng. Từ hiệu quả kinh tế mang lại, cây quýt đang khẳng định là cây trồng chủ lực giúp nông dân địa phương nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Theo khoản 1, điều 10, quy định ban hành kèm theo quyết định số 38 ngày 15 tháng 10 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh, quy định việc tách thửa đất đối với đất ở tại những nơi chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt cụ thể như sau. Đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 220 luật đất đai năm 2024 và các điều kiện cụ thể sau. Chỉ được phép tách thửa đất ở khi thửa đất ở mới hình thành có diện tích kích thước tối thiểu như sau. Đối với phường thị trấn được công nhận là đô thị loại 5 trở lên, các thửa đất sau khi tách có cạnh tiếp giáp lối đi hiện có, chiều rộng lối đi tối thiểu 3,5 m và không nằm trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có. Diện tích đất ở tối thiểu 60 m2, chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 3,5 m, chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 8 m. Đối với các xã thị trấn còn lại có thửa đất tiếp giáp theo các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường trục xã, đường liên xã, các thửa đất sau khi tách thửa có cạnh tiếp giáp với các tuyến đường nêu trên, diện tích đất ở tối thiểu 80 m2, chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 4 m, chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 10 m. Đối với các khu vực còn lại, các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo có lối đi được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có, diện tích đất ở tối thiểu 150 m2, chiều rộng thửa đất không được nhỏ hơn 5 m, chiều sâu thửa đất không được nhỏ hơn 10 m. Tiếp theo chương trình, ứng dụng công nghệ để xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Đảo Bali của Indonesia thu hút du khách qua đường hàng hải. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 6, thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó di dời người dân đến nơi an toàn. Thành phố cũng điều động các phương tiện chuyên dụng, trong đó có cả các phương tiện xe thiết giáp của lực lượng quân đội sẵn sàng hỗ trợ người dân phòng chống bão. Cùng với các lực lượng địa phương, sáng ngày 27 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã điều động 4 xe thiết giáp cùng các lực lượng chiến sĩ cơ động tăng cường đến các địa phương có nguy cơ ngập lụt cao. Xe thiết giáp hoạt động được trong mùa mưa bão với sức gió 120 km/h, đội nước với chiều sâu 0,8 m. Mỗi xe có thể chở được từ 15 người trở xuống. Theo ghi nhận, dù còn cách đất liền hàng trăm km, nhưng bão số 6 đã ảnh hưởng đến thành phố Đà Nẵng với mưa to và gió giật mạnh. Một số cây xanh trên các tuyến đường đã bị gió quật ngã từ rạng sáng nay và một số công trình xây dựng bị ảnh hưởng. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, tiến độ của các dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trên khắp các công trường, nhà thầu đã bố trí hàng trăm cán bộ công nhân, kỹ sư làm việc ngày đêm 3K4 kíp và duy trì làm xuyên lễ Tết, gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục. Hiện nay 50% dự án cao tốc giai đoạn 2 về đích sớm từ 3 đến 4 tháng. Theo tính toán của Bộ Giao thông Vận tải, đúng vào dịp lễ 30 tháng 4 năm 2025 sẽ có 5 dự án cao tốc Bắc Nam từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và một dự án Vân Phong Nha Trang sẽ được thông tuyến chính, rút ngắn tiến độ 6 tháng. Như vậy, việc hoàn thành các dự án giai đoạn 1 sẽ hình thành tuyến cao tốc nối dài 750 km từ Hà Nội đến Đà Nẵng. Đây sẽ là một kỳ tích tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Trước diễn biến phức tạp của thiên tai bão lũ, những năm gần đây tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dự báo cảnh báo thiên tai sớm nhằm giảm thiểu thấp nhất những thiệt hại, hướng tới xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai. Hồ thủy điện Hương Điền có tổng dung tích lớn nhất tỉnh Thừa Thiên Huế lên đến 820 triệu mét khối, giữ vai trò quan trọng trong việc điều tiết nước mùa mưa lũ về hạ du lưu vực sông Bồ. Ngoài những thông tin cảnh báo mưa lũ của Trung ương và tỉnh, nhà máy còn lắp đặt thêm các trạm đo mưa tự động, đo mực nước. Đối với cái hệ thống của Hương Điền thì nó có 5 cái trạm đo mưa và 2 cái trạm đo mực nước. Định kỳ 15 phút một lần thì cả cái trạm đó nó sẽ gửi tín hiệu về trung tâm. Với một cái điện thoại thông minh thông thường thôi thì là các cán bộ quản lý là có thể là truy cập và biết được cả cái thông tin của hồ chứa ở mọi nơi mọi lúc. Về đảm bảo thông tin cho cái phòng chống thiên tai thì văn phòng đã phối hợp với trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh, rồi các chủ đập đã xây dựng cái ứng dụng cập nhật thông tin cả cái hồ chứa để cho người dân nắm và chủ động phòng tránh. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, những năm qua Thừa Thiên Huế đã nhận được những thiết bị hiện đại, trong đó Trung tâm Giám sát Điều hành Đô thị Thông minh tỉnh đang vận hành ứng dụng Huế S trên thiết bị di động với tính năng cung cấp thông tin về mực nước trên các sông lớn, hình ảnh camera trực tuyến tại các điểm xảy ra ngập lụt ở đô thị, bản đồ các tuyến đường có thể đỗ xe trong mùa lụt được người dân sử dụng rộng rãi. Trong Huế chúng tôi thì có cái chức năng là SOS, hoặc là người dân cũng có thể gọi qua tổng đài 1900 1075 để mà được chính quyền hỗ trợ trong những cái trường hợp mà khẩn cấp cần ứng cứu. Bên cạnh đó thì với cái module là phòng chống bão lụt thì nó tập trung phục vụ cho các cán bộ chuyên môn để cập nhật thông tin và dữ liệu cho phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Xây dựng cộng đồng an toàn trước thiên tai có vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ trong thu thập số liệu, đưa ra những dự báo cảnh báo sớm và đến với mọi người dân nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão lũ gây ra. Tin thế giới, theo kế hoạch, cử tri Nhật Bản trong ngày hôm nay sẽ đi bỏ phiếu để bầu toàn bộ 465 nghị sĩ tại Hạ viện. Cuộc bầu cử lần này được cho là cuộc đối đầu giữa Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền và Đảng Dân Chủ Lập Hiến đối lập lớn nhất ở Nhật Bản. Thủ tướng Ishiba đặt mục tiêu sẽ cùng Đảng Công Binh cho Liên minh cầm quyền giành được ít nhất 233 ghế để tiếp tục duy trì tỷ lệ quá bán tại Hạ viện. Với nhiều cử tri ủng hộ LDP, họ cho biết muốn thể hiện sự ủng hộ đối với đảng cầm quyền tại Nhật Bản trong bối cảnh bất ổn toàn cầu leo thang. Trong khi đó, một số cử tri khác đã bày tỏ hy vọng Đảng Dân Chủ Lập Hiến có thể mang lại sự thay đổi nếu thắng cử. Bất chấp tác động từ tình trạng hạn hán nghiêm trọng, kênh đào Panama trong tài khoá 2024 vẫn có doanh thu ấn tượng lên tới gần 5 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số được cơ quan quản lý kênh đào này công bố. Theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama, mức doanh thu trên đến từ các khoản phí lưu thông qua kênh đào, dịch vụ điện và dịch vụ hàng hải. Đáng chú ý, mức doanh thu trong tài khoá 2024 tăng 9,5% so với tài khoá trước đó, dù chi phí vận hành đã tăng tới 5%. Báo cáo cũng cho biết, số tàu thuyền qua kênh đào là gần 10.000 với tổng khối lượng hàng hóa là hơn 420 triệu tấn. Trong tài khoá 2025, lượng tàu thuyền qua kênh đảo Panama ước tính có thể lên tới hơn 12.000 và mang về khoản doanh thu lên tới hơn 5,6 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm du lịch hàng hải Bali là một trong những dự án chiến lược quốc gia của Indonesia nhằm biến Bali trở thành một trung tâm du lịch đa dạng ở khu vực phía đông của xứ vạn đảo. Một khu vực rộng khoảng 20 hectare đang đổi thay từng ngày bởi các công trình đang mọc lên như khu vực nhà điều hành, khu dịch vụ, khu giải trí, bến du thuyền. Đặc biệt, một nhà hát quy mô lớn và đa năng theo tiêu chuẩn quốc tế đang được hình thành. Hiện bến tàu tại cảng Benoa đang ở giai đoạn cuối. Bến có thể đón các tàu du lịch dài 350 mét và có khả năng chứa hơn 200 du thuyền.
Như vậy, cảng Benoa có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở khu vực Bali và các điểm đến khác, đồng thời có thể tăng doanh thu cho ngành du lịch Indonesia thông qua đóng thuế cho các hoạt động du lịch và giải trí. Dự báo thời tiết các địa phương trong tỉnh ngày 27 tháng 10 năm 2024. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 80%. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.